Vâng, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Và hôm nay thì mình vừa mới nhận được một thông tin mới đây, khoảng vài tiếng thôi. Đó chính là MediaTek thì họ vừa thông báo là họ vừa mới ra mắt một cái loại chip mới Dimensity 9000 5G. Thực sự thì đây là một cái thông tin khá là sốc, tại vì chúng ta thường là biết đấy, Dimensity 2100, 2200 thì gần đây có những cái loạt con chip mà chúng ta có thể lên đến 1 triệu điểm. Tuy nhiên thì đây là một cái thông số mà lên đến con số 9000 như này thì mình cũng không thể tưởng tượng ra được và họ sau này họ sẽ đặt tên là như thế nào nữa. Rồi, và trong cái hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra thì MediaTek họ vừa mới công bố và sản xuất ra được trên cái con chip Dimensity 9000 chạy trên là tiến trình 4 nanomet. Đây là một tiến trình vô cùng hiện đại mà có lẽ nhá, thậm chí Apple năm sau họ còn không có cái tiến trình 4 nanomet trên cái con chip Apple A16 của họ nữa cơ. Mà trong khi đó MediaTek họ đã bắt kịp xu hướng rồi. Gần đây thì chúng ta cũng có những cái thông tin liên quan đến Exynos, chúng ta cũng sẽ có con chip 4 nanomet như này. Không biết rằng hai cái hãng này khi mà họ chọi nhau thì liệu con chip nào nó sẽ đem lại cái hiệu năng tốt hơn. Sắp tới đây thì Samsung họ cũng có sự kiện ra mắt con chip kết hợp giữa Samsung và AMD. Hôm đấy thì chắc là khá là bùng nổ đấy các bạn. Rồi, và ngoài chạy trên tiến trình 4 nanomet thì chúng ta còn có một cái sức mạnh, nó chipset 5G nó mạnh mẽ hơn khi mà có thể được chạy lên đến tần số là 6 GHz. Như vậy thì khi mà chúng ta wifi của chúng ta ấy, thường là chúng ta sẽ có 2.4, 5GHz cũng như là bây giờ thì hiện tại là có 6GHz luôn. Bây giờ thì chipset 5G của chúng ta sẽ có thể chạy trên cái tần số sóng là 6GHz. Và con chip này sẽ sử dụng điện năng nó thông minh hơn, sử dụng một cái lõi codec X2 với tốc độ lên đến 3.05GHz. Con chip điện thoại này thì có thể hỗ trợ Bluetooth 5.3. Vâng, và đây là toàn bộ những cái gì mà chúng ta thấy được một con chip nó hiện đại nhất bây giờ như nào. Và cái con chip này thì hiện tại đang được thiết lập theo kiểu là 1+3+4. Ngoài cụm lõi codec X2 mà nó vô cùng là mạnh mẽ thì chúng ta còn có 3 con chip codec A710 với tốc độ lên đến 2.85GHz và một cụm 4 lõi codec A510 với hiệu quả lên đến là 1.8GHz. Như vậy thì khi chúng ta sử dụng ấy thì sử dụng hàng ngày tiết kiệm điện thôi thì chúng ta cũng chỉ sử dụng là 4 cái con chip mà tiết kiệm hiệu năng 1.8GHz thôi. Còn khi nào mà chúng ta chơi game hoặc là làm những cái công việc nặng hơn thì chúng ta sẽ sử dụng 3 con chip sau là lên đến 2.85GHz. Và cái công việc mà có lẽ là nặng nhất, ví dụ như chơi game ThinkPad hoặc là edit video thì chúng ta có thể trên cái chiếc điện thoại của chúng ta luôn. Rồi, và cái con chip mà khi mà chúng ta chơi game ThinkPad ở mức cấu hình cao nhất hoặc là sử dụng để edit video luôn ngay trên chính chiếc điện thoại của chúng ta thì cái tốc độ của nó lên đến một con chip thôi nhá thì lên đến 3.05GHz. Như vậy thì không biết là họ sẽ có cái nhiệt độ hiệu quả sử dụng như nào. Nhiệt độ mà cao quá thì chúng ta lại phải hạ xung, và như vậy thì chúng ta không thể nào mà sử dụng hết được hiệu quả của con chip được. Rồi, và GPU thì chúng ta sẽ sử dụng là Mali G710 với 10 lõi. Như vậy thì một con chip trên điện thoại bé bé như này thôi mà chúng ta đã có hàng loạt những công nghệ mới như thế rồi. Không biết rằng là sau này khi mà khoảng từ 2 đến 3 năm nữa thì chúng ta có hàng loạt những con chip mạnh mẽ cỡ nào nữa. Và cái con chip Dimensity thì khoảng tầm giá từ 9 đến 11 triệu thôi là các bạn đã có thể sử dụng được cái hàng flagship của những cái con chip của MediaTek rồi. Thì không biết rằng là cái con chip Dimensity 9000 này liệu chúng ta có thể làm được những gì. Thì về lý thuyết thì chúng ta có thể quay video 4K HDR từ 3 camera đồng thời luôn nhá. Như vậy thì ngày xưa ấy, khi mà các bạn quay phim trên iPhone hiện tại luôn nhá, thì khi các bạn đang quay 4K thì chúng ta phải chuyển sang ống kính khác thì chúng ta mới có thể quay tiếp được. Thì như vậy đối với con chip mạnh mẽ như này thì chúng ta có thể chuyển qua lại giữa 3 camera mà không cần phải tắt camera này, sau đó quay một cái video 4K khác. Đó, đây cũng là một điều khá thuận lợi cho những bạn nào mà thường xuyên hay quay phim như mình. Rồi, và MediaTek thì giải thích rằng là cách chụp hình như này thì nó có thể xử lý tổng cộng 270 khung hình mỗi giây để cho ra được video 4K HDR 18 bit luôn nhá. Như vậy thì chúng ta không cần biết được những cái thông số nó quá kinh khủng. Tuy nhiên thì chỉ với việc mà chúng ta có thể quay được video 4K mà quay qua lại giữa 3 ống kính thôi là nó cũng đã quá hợp lý, quá hợp tình rồi. Như vậy thì nếu các bạn nào mà muốn quay vlog không cần phải sắm những camera nó quá thời thượng và chúng ta chỉ cần sử dụng những cái chiếc điện thoại có con chip này thì chúng ta có thể yên tâm là quay được vlog rồi. Rồi, và ngoài ra thì có một cái thông tin khá là hay ho, đó chính là MediaTek thì họ tuyên bố rằng Dimensity 9000 sẽ vượt trội hơn so với con chip Google Tensor về 16% so với cái phần AI. Như vậy thì Google xưa nay họ làm về cái phần AI rất là tốt rồi. Tuy nhiên thì lại có một con chip nó vượt mặt như này. Thì mình mong muốn rằng là Google năm sau họ khi mà họ làm cái con Pixel 7 hoặc là Pixel 7 Pro thì chúng ta sẽ có một cái con chip nó mạnh mẽ hơn. Tại vì hiện nay khi mà các bạn xem qua các bài test rồi thì các bạn đã biết rồi, Google Tensor hiện tại nó giống như là một cái biến thể của chip Exynos thôi, không có quá nhiều sự khác biệt cũng như là hiệu năng của nó không được quá mạnh đâu. Mình cũng mong muốn rằng là Google họ sẽ cải thiện nhá. Rồi, và trên đây là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái con chip Dimensity 9000 siêu hot siêu mới này. Còn các bạn thấy sao? Các bạn có muốn bỏ tiền ra
có thể sở hữu em nói không thì đừng quên comment phía dưới nhá. Thực sự thì cái con chip Dimensity 9000 này nếu mà trang bị trên dòng Realme hoặc là dòng Xiaomi chẳng hạn thì chắc chắn là mình sẽ có máy trên tay sớm nhất để cho anh em có những cái góc nhìn cũng như là việc chơi game hiệu quả tốt như nào, quay phim để anh em có thể theo dõi nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video sau.